Hôm nay hàng Dương Quán nhập về được vài con cá da dầu cũng thuộc dạng khủng như con này đây, 1 gan tay, 2 gan tay, 3 gan tay, 4 gan tay, 5 gan tay và 6 gan tay, hơn 6 gan tay một chút. Vậy là con này dài hơn 1m2 luôn nha quý vị. Cá da dầu là một loại cá thiên nhiên, có mình đen, đầu lớn và miệng rộng, hoàn toàn khác với cá tra thường. Cá tra thường là cá tra nuôi, cá tra dầu không bao giờ có thể nuôi được, hoàn toàn sống ngoài thiên nhiên và phải tự đi kiếm mồi. Nên quý vị thấy thịt cá da dầu ít mỡ và thịt đỏ gần giống như là thịt bò vậy đó. Cái con cá da dầu nổi tiếng nhất của hàng Dương Quán, món nổi tiếng nhất của hàng Dương Quán tôi là món cá da dầu nhúng mẻ. Cá thịt cá được phê lê ra như vậy rồi nhúng vào cái nước lẩu mẻ nổi tiếng của hàng Dương Quán. Và đây là cái nước lẩu mẻ đây quý vị. Đây rồi, ăn với cái loại rau đặc biệt của chúng tôi là rau đọt năng và bắp chuối bao tử và cây chuối. Cá tra dầu vì sống trong môi trường thiên nhiên nên có rất nhiều omega 3, ăn tốt cho tim mạch, và rất nhiều vitamin bổ não giúp cho tăng cường trí nhớ. Chúng tôi hy vọng sẽ có được cơ hội để phục vụ quý khách. Xin cảm ơn quý khách đã xem đoạn video ngắn này của chúng tôi.